Xin chào tất cả quý cô bác anh chị đang xem trên kênh của Cường Vlog. Và hôm nay là mùng 2 Tết thì Cường xin kính chúc quý cô bác anh chị đang xem kênh của Cường luôn luôn hạnh phúc và gặt nhiều thành công trong cuộc sống. Và hôm nay là mùng 2 Tết thì Cường đang ở miền quê của mình. Đó. Đang làm clip. Nói chung thì cảnh quan ở đây nó rất là yên bình các bạn. Con cái là giờ nó hơi nắng, nắng chắc chiều mà nó nắng, nắng mà gọi là nắng ấm nha. Đó, cái kiểu mà ở miền Tây mà sông nước. Đó, để cùng quay cho các bạn xem. Đó, Cường đang ở trên một cái chẹt nè. Đó. Và Cường đang tát nước chứ không làm gì hết. Tại vì nước nó vô cái chẹt nhiều quá. Đó, nên là quay lại cái khoảnh khắc mà gọi là nó chiêu chiêu, nó đè dễ thương như thế này cho cô quý cô bác anh chị mình cùng xem. Thì sắp tới đây thì trong năm mới thì Cường cũng sẽ làm ra nhiều cái sản phẩm gọi là hay hay, nó thú vị, nó thực tế với cái cuộc sống của xã hội bây giờ đó. Cho nên làm clip này để thông báo cũng như là mong là các cô chú anh chị và các bạn luôn ủng hộ cho Cường để có cái động lực để Cường thực hiện những cái clip nó hay hơn, nó khéo léo hơn. Thì Cường cũng sẽ cố gắng làm nhiều cái clip để gửi tới quý cô chú anh chị đó. Các bạn có thể thấy là cái cảnh sông rất là chiêu luôn các bạn. Ở bên kia, ở bên đó các bạn có thể thấy đó là cái gọi là cái người ta kiếm một cái bến đó, đó để cho đậu xuồng ghe đồ này kia đó. Quý cô bác anh chị, đó, cái sông ha. Cái sông rất là chiêu. Và bên đây, hướng bên đây nó đẹp hơn, nhưng mà hướng này là hướng của mặt trời cho nên là chúng ta sẽ không thấy rõ ha, quý cô bác anh chị thông cảm ha. Đó. Còn hướng bên đây sẽ rõ hơn và nó chiêu hơn. Có xuồng ghe đồ này kia người ta sẽ chạy đi cái hướng này. Đó, hướng ở sau Cường nè, này hướng này nè, đó thấy không, thì rất là đẹp. Thì ở bên này, ở trên bờ thì ruộng lúa đó. Nói chung thì sắp tới đây mình sẽ tác nghiệp gọi là làm clip hay ho, cố gắng để đem lại nhiều cái gọi là thực tế gửi đến cô bác anh chị mình xem cho nó đỡ buồn chán chứ không có gì. Nay mùng 2 Tết thì chiều chiều ra đây ngồi tát nước ghe chơi rồi quay clip nói cái này cái kia rồi cho nó đỡ buồn. Thì hôm nay cũng có anh chị ở trên Tây Ninh về thì nhậu xỉn hết rồi, đang ở trong nhà chậm chút xíu rồi tôi sẽ quay cái kiến vụ cho mọi người xem ha. Rồi đây tát nước cho cái chẹt nó bớt nước, cái chẹt này nó bị thủng rồi các bạn, bị thủng nha, nó vô nước quá trời. Nè, con quay cho bạn xem, đó, hút nước này, rồi hút nước theo, có cái lỗ, nó có cái lỗ chúng ta thò cái gò mơ xuống chúng ta uống nước gà, nó đơn giản như vậy, nhưng mà nó vui. Sự nếu mà các bạn đi về miền Tây mà cảnh sông nước mà có xuồng ghe rồi kia ha, nó chiêu chiêu ha. À, chúng ta ngồi hoặc là chúng ta lấy cái xuồng ghe đó chúng ta đi thì chúng ta quay lại những khoảnh khắc đó, nó tuyệt vời, nó rất là đẹp. Nên trong clip này chỉ tâm sự với cô bác anh chị mình vậy thôi. Rồi mà nắng nó đổ mồ hôi hết rồi đó. Cảnh nào rất là đẹp, chiêu lắm, phải nói rất là chiêu, chiêu chiêu vậy đó. Nói chung tác cũng gần xong rồi, clip này cũng mình cũng làm mà ngắn ngắn thôi, rồi quay chút xíu chút đỉnh gì đó cho cô bác anh chị mình xem cái những cái cánh đồng quê, những cái cảnh quê hương ở miền Tây hoặc là quê hương của cô bác anh chị có những khoảnh khắc gọi là những cái cảnh mà nó đẹp, nó tuyệt vời thì chúng ta sẽ quay lại lưu lại đó, cái khoảnh khắc đẹp đó
của những cái cảnh quê hương. Lỡ mà sau này nó có cải tiến đi, nó tăng tiến lên, cây cối sẽ không còn nữa, và đường xá và nhà cửa sẽ mọc lên, thì chúng ta sẽ không còn thấy những cái cảnh mà quê hương nó đẹp. Còn những mà anh chị em, bạn bè gọi là ngày xưa đó, quý cô bác ngày xưa đó, thì những cái cảnh mà thôn quê nó rất là đẹp, rất là đẹp các bạn. Đó. Chúng ta phải ghi lại những cái khoảnh khắc, những cái hình ảnh đẹp của nông thôn hay là miền quê của chúng ta, mà chúng ta đi, chúng ta gặp, chúng ta nên ghi lại để sau này có thể là nó truyền tải được nhiều thứ cho nhiều người thế hệ sau này, họ sẽ không biết tới hoặc là chưa bao giờ nhìn thấy đó. Thì cái đó là những cái gọi là thực tế đó. Thực tế và tinh tế, và đó là thôn gọi là, nói chung là nó sâu sắc lắm các bạn, sâu sắc lắm đó. Chúng ta phải ghi lại, mình không nên bỏ sót những cái hình ảnh như vậy ha. Rồi, như vậy là mình lát nước sắp xong rồi, mình sẽ đi quay cảnh thôn quê rồi này kia cho các bạn và quý cô bác cùng xem ha. Đó, đó. Nói chung là nó chiêu lắm, xà lan này là người ta kêu bằng cái chẹt, ở dưới quê của Cường thì cái này người ta kêu bằng cái chẹt nha quý cô bác anh chị, cái chẹt ha. Đó. Cái chẹt này ngày xưa, để mình kể về cái sự tích cái chẹt này. Ngày xưa cái chẹt này thì người dân người ta dùng để đưa rước, nó đưa rước người học sinh rồi này kia nó qua sông. Thì cái sông lớn ngoài kia các bạn, sông lớn, cái sông thì ngày xưa nó đâu có cầu kỳ gì đâu các bạn, nó không có cầu để chúng ta đi qua, trên bắt buộc phải dùng cái chẹt như thế này, đóng những cái chẹt như thế này đây đó, đóng những cái chẹt bự bự như thế này để chúng ta chở, đưa rước người và đưa những em học sinh đó đi học. Nó là rất là nhìn thấy là mình thấy cái cảnh nó rất là đẹp và nó ấm lòng đó. Chia sẻ với quý cô bác mình vậy. Rồi sau này là cầu đồ này kia thì người ta bắt cầu qua sông, thì những cái chiếc chẹt như thế này thì nó sẽ không còn nữa, nó rất là ít, chỉ còn lại ở trong những cái thôn quê đó, thôn quê như thế này, như là bắt qua sông này chẳng hạn đó. Sông này thì nó không có cầu các bạn, không có cầu, mỗi nhà nào mà có điều kiện thì người ta sẽ bắt cầu qua sông, còn không thì chúng ta sẽ sử dụng những chiếc chẹt như thế này để chúng ta qua sông và đưa xe đồ này kia cũng được các bạn, đưa xe đồ này kia qua sông cũng được, rất là hay. Cho nên nó Cường sẽ làm nhiều cái clip hay ho và thực tế để up lên mạng xã hội. Nếu mà quý cô bác anh chị xem clip này của Cường mà thấy hay thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Cường nha. Ok, bây giờ thì Cường sẽ đi đẩy lại ha. Đẩy lại thì chúng ta sẽ đi, Cường sẽ đi quay cái cảnh mà gọi là đồng lúa đồ này kia để cho quý cô bác anh chị mình xem ha. Nói chung xem cho nó đỡ buồn thôi. Ây da, này nó hơi cứng á. Rồi, vậy thôi, tạm thời như vậy. Bây giờ thì Cường sẽ đi lên. Đây. Thì Cường sẽ quay cho cô bác anh chị mình cũng xem. Đây là cánh đồng, cái nào đồng bát ngát luôn của chú anh chị. Xa xa kia đồng đó. Còn cái nhà thì nói chung là đáng lý là cái nhà này ở giữa cánh đồng thì nó rất là đẹp. Lý do Cường không thể bay lên cho nó quay lên cao, nó quay xuống được là mình không có kinh phí để mình có live cam, để mình có chất lượng hình ảnh tốt hơn để gửi đến quý cô bác anh chị mình, nên quý cô bác chị mình thông cảm ha. Đó, cánh đồng bạc ngát. Còn mé bên đây thì có con sông nhỏ nhỏ. Đó. Con sông nhỏ nhỏ này là nó sẽ giúp cho người dân lấy nước vào trong ruộng lúa.
để chúng ta trồng lúa đó, nó rất là tiện lợi chỗ đó. Rồi cô bác anh chị mình cùng chiêm ngưỡng ha. Ở đây là video là không có cắt ghép và chỉnh sửa nghe quý cô bác anh chị mình đó, rất là thôn quê đồng quê. Đây là những khoảnh khắc mà chúng ta nên ghi lại đó, lỡ sau này nó có cải tiến nó tăng tiến hơn, người ta không có trồng lúa mà kiểu này nữa, người ta trồng theo kiểu khác sao, thì các bạn ở lớp trẻ sau này họ lớn lên họ sẽ không biết được. Cho nên là mình chủ yếu là mình quay lại để sau này có con có cái rồi này kia của chúng ta thì nó có thể xem lại ha. Đó cô bác chị mình sẽ quay cho cô bác chị mình thấy ha. Còn ở sau kia là những cái giớn, gọi là những cái người ta lấy lưới á, người ta gào là người ta sẽ bỏ cá trong, người ta gọng, kêu là cái gọp, cái gọng gì đó, cái gọng á, ta kêu là cái gọng, đúng rồi, cái gọng. Rất là đẹp. Ok chú quý cô bác chị, rồi video của Cường đến đây là kết thúc. Và chúc cho tất cả mọi người năm mới an khang thịnh vượng, mọi sự như ý nha. Bye bye.